Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. các mạc kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Thị xã Ninh Hòa nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông. Những chuyến hàng mang Tết đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, các ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tháng 12 và 12 tháng năm 2023. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội tháng 12 tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tính chung 12 tháng năm 2023, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, đã hoàn thành công tác lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai quy hoạch quan trọng là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng như nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, các tuyến đường cao tốc tỉnh lộ 3, tỉnh lộ 2. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, toàn tỉnh đã đạt và vượt 20 trên 22 chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu vượt ở mức cao như tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 10,35%, GRDP bình quân đầu người đạt 86,44 triệu đồng một người, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750,1 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước đạt 18.012 tỷ đồng, vượt 16,6% so với kế hoạch tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 71.302,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thúc đẩy kinh tế xã hội trong thời gian tới, tập trung hoàn thành các phần việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Sở kế hoạch đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các diễn đàn triển khai chính sách xúc tiến đầu tư với Hàn Quốc, hoạt động hợp tác đầu tư với Nhật Bản, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang sớm triển khai chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ Tết, phối hợp với tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập thị trấn Nha Trang và 15 năm được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Chiều nay tại Nha Trang, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt các quy định mới của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và quy định số 131 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra hơn 671 tổ chức đảng và 2.058 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm một tổ chức đảng và 22 đảng viên năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024, xác định đối tượng, nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương. Sáng cùng ngày, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chủ trì cuộc họp triển khai công việc sau chuyến thăm và làm việc tại Australia vào giữa tháng 10 năm 2023. Tại cuộc họp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn RTS International đề xuất tỉnh xem xét và hỗ trợ chính sách đặc biệt khuyến khích các hãng bay mở rộng đường bay thẳng từ Australia đến Khánh Hòa, đẩy mạnh truyền thông để tăng cường truyền tải hình ảnh, thông tin về du lịch của Nha Trang Khánh Hòa đến du khách tại australia tổ chức các chương trình tiếp xúc doanh nghiệp giữa australia và khánh hòa để tạo mối quan hệ kinh doanh thúc đẩy phát triển du lịch đồng thời có ý kiến với chính phủ và các bộ ngành trung ương nghiên cứu có chính sách miễn thị thực cho khách australia hoặc một số đối tượng cụ thể như đối tượng khách nghỉ hưu cán bộ nhân viên nhà nước của australia để tạo sức thu hút cho du khách đơn giản hóa thủ tục e-visa, minh bạch quy trình và đặc biệt là đảm bảo chính xác thời hạn cấp e-visa cho du khách, cải thiện giao diện web e-visa thông thiện dễ sử dụng. Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Quốc Trị yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác hoàn thiện tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác thu hút du khách Australia trong năm 2024. Bên cạnh đó, ngành du lịch phải đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá đối với thị trường khách Australia, có chiến lược truyền thông bài bản, có trọng tâm trọng điểm. Sở du lịch phải chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để mời đoàn công tác của tập đoàn Hello World Australia đến Khánh Hòa sau khi đoàn này đến thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tháng 8 năm 2024. Sáng nay tại trường chính trị tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai mạc kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lê hữu hoàng chủ tịch hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Năm 2023, số lượng công chức cần tuyển dụng trên toàn tỉnh là 132 chỉ tiêu, trong đó ngạch chuyên viên hoặc tương đương là 117 chỉ tiêu, ngạch cán sự hoặc tương đương là 15 chỉ tiêu. Tại kỳ tuyển dụng lần này sẽ áp dụng phương thức xét tuyển 22 chỉ tiêu vào các cơ quan thuộc địa bàn huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh. Có 43 thí sinh đăng ký dự tuyển ở 5 lĩnh vực chuyên ngành, đối với 110 chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ tổ chức theo hình thức thi tuyển trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các thành viên trong hội đồng tuyển dụng công chức, các bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng nêu cao tinh thần kỷ luật, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, an toàn. Các thí sinh tham gia kỳ thi phải tuân thủ, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế, nội quy của kỳ thi. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 12,5 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra 8 triệu lượt, đạt mục tiêu đã điều chỉnh. Tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch. Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023. Bên cạnh đó, công tác ngoại giao văn hóa được triển khai tích cực. Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu rất cao. Hội An Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ngành văn hóa thể thao và du lịch xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức đang xen, ngành cũng xác định cần phát huy hơn nữa vai trò nồng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu chủ trì. Năm 2023, ngành nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, phát triển toàn diện, thể hiện nổi bật ở những mặt lĩnh vực như tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì mức cao trên 53 tỷ đô la Mỹ, thẳng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay 12,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,7%. Cả nước hiện có khoảng 6.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 78%. Sản phẩm ô cốt phát triển nhanh về lượng và nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu. Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3 đến 3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết, kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp Khánh Hòa trong năm qua đã trình chính phủ đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa, hướng tới hình thành vùng nuôi biển xa bờ quy mô lớn tập trung phát triển nuôi biển đánh bắt thủy hải sản xa bờ và quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp trong năm 2024 của khánh hòa kết luận tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính mong ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy những thành tựu kết quả đã đạt được phát triển bước phá mạnh mẽ hơn bình vững hơn toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nâng cao năng suất chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh triển khai các hiệu quả các mô hình nông nghiệp hiện đại, nông dân thông minh, tập trung hỗ trợ nông dân giải quyết vướng mắc về vay vốn, nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng EU, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao hơn năm 2023, vân vân. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024. Theo thông tin công bố của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%, dù vẫn chưa đạt chỉ tiêu cả năm là 14 đến 15% nhưng cũng đã chuyển biến tích cực trong những tuần cuối năm. Đến nay, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm hơn 2% một năm so với cuối năm 2022. Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng, bảo đảm chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, thường xuyên ra soát để cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa từ đầu năm đến nay có chiều hướng diễn biến phức tạp, địa phương đã ghi nhận 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 23 người. Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Năm 2023, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 19 vụ, 11 người chết, 20 người bị thương. Đã chú ý, tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng cả 3 tiêu chí, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo phân tích, các vụ tai nạn nghiêm trọng chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 chiếm 71% và trên tuyến quốc lộ 26 chiếm 29%. Để hạn chế tai nạn giao thông trong năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Đinh Hòa đã xây dựng 51 kế hoạch tuần tra kiểm soát phân công bố trí cán bộ chiến sĩ thực hiện trên 1.300 ca tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường với hơn 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong đó tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nông thôn, khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vào các khung giờ là thường xảy ra tai nạn giao thông là 18 giờ tới 22 giờ, cho nên lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường ở công tác tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm một số hành vi này, à, kết hợp là à tuyên uh, truyền trên các thông tin đại chúng và thực hiện nghiêm theo cái, cái chỉ thị 23 của ban bí thư Còn không riêng gì lực lượng cảnh sát giao thông mà toàn bộ lực lượng uh, các cái ban ngành đoàn thể cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để để tổ chức tuyên uh, truyền đến mọi người dân uh, chấp hành tốt cái 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 cái, cái uh, pháp luật về giao thông theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.540 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 2.322 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 6,9 tỷ đồng, tạm giữ 1.315 phương tiện cùng 1.225 giấy tờ các loại, tước giấy phép lái xe 496 trường hợp. Trong đó, lỗi phổ biến được xác định là không đồng bộ bảo hiểm, dừng đổ không đúng quy định, xếp hàng hóa trên xe quá mức, làm lệch xe, không có giấy phép lái xe, chở quá tải trọng, vân vân. Dạ con bị con bị lỗi xe không có gương. với lại chưa có bằng lái. Dạ cái này cái này con có dự định mà con chưa đi học. Dạ cái, tại xe này xe này bình thường thì con cũng chạy ở quê thôi mà nên là Lúc này, lúc mà hơi gương này con chưa rép em thì ở gần đây thì em trên đón với trường ở dưới đây nè thì em đón cho cháu về thôi chứ còn em đi đường bất lo thì em phải an toàn về đội bộ bảo hiểm rồi cho nó an toàn về bản thân mình về vừa mọi cộng đồng nữa theo đội cảnh sát giao thông công an thị xã Đinh Hòa từ nay đến cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn ủng tắc giao thông trên địa bàn thị xã sẽ tăng cao Do đó, một trong những giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới là huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, kiên quyết đối với những hành vi là nguyên nhân trực tiếp có thể gây tai nạn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện vận tải hàng hóa, đất đá phục hiện phục vụ cho hai tuyến cao tốc trên địa bàn thị xã Hòa là rất là đông và à, nhu cầu đi lại của bà con à, nhân dân trong dịp lễ Tết Giáp Thìn năm 2004 tăng cao cho nên là à, lực lượng cảnh sát giao thông có thể sẽ đồng loạt triển khai một số phương án như, như sau như là tăng cường thực hiện cái chỉ thị 23 của ban bí thư và tăng cường thực hiện cái chỉ thị 10 của thủ tướng chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái tình hình mới bên cạnh đó là thực hiện nhiều cái kế hoạch cao điểm để đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông trong cái dịp lễ Tết đẩy mạnh công tác tuyên truyền và áp dụng thay đổi phương thức và hình thức để mà nhằm tạo cái nét chuyển biến cho người dân khi tham gia thông. Để tập trung cho đợt cao điểm dịp cuối năm, Tết dương lịch, Tết nguyên đáng giáp thìn 2024, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung triển khai các chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện, kiểm soát xử lý quá tải trọng, đo tốc độ ngày và đêm trên các tuyến quốc lộ, kiểm soát vi phạm về làng đường, phần đường, tăng cường phối hợp tuần tra khu vực nông thôn, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp đua xe trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp cuối năm. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm huyết học tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Với chủ đề Lễ hội Xuân Hồng khởi nguồn tình yêu thương Đợt hiến máu đầu tiên trong năm mới đã thu hút hơn 400 tình nguyện viên là các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tham gia. Qua sàng lọc, ban tổ chức đã thu về được 374 đơn vị máu đủ yêu cầu. Số lượng máu trên sẽ chuyển về Trung tâm Huyết học tỉnh Khánh Hòa, góp phần đảm bảo nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Được biết, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 3 đợt hiến máu, kết quả tiếp nhận 1.002 đơn vị máu sạch, đạt và vượt 141% chi tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới này, quân cảng Cam Ranh trở nên tấp nập nhột dịp hơn bình thường. Từ đây, những con tàu lớn lại chuẩn bị vương khơi, mang theo tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước hướng về quần đảo Trường Sa thân yêu. Những con tàu chứa đầy ấp hàng hóa, nhu yếu phẩm ra huyện đảo Trường Sa để quân và dân nơi đảo xa đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 thêm ấm áp đủ đầy. Những ngày đầu năm 2024, tại lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được phân công theo từng bộ phận, nhận hàng, phân loại, đóng gói, vận chuyển lên tàu, sắp xếp hàng hóa trên các khoang tàu. Mọi công việc đều diễn ra trong không khí phấn khởi, nhịp nhàng, khẩn trương nhưng hết sức cẩn thận, để những chuyến tàu đưa hàng hóa đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa được bảo đảm chủ đáo nhất. Dù hải trình phía trước được đánh giá là rất vất vả, thời tiết trên biển sẽ có sóng to, gió lớn, nhưng tất cả thành viên trong đoàn đều luôn tự hào với nhiệm vụ đem tích ấm đến với quân và dân tại huyện đảo Trường Sa. Đối với các hàng hóa mà quân dân cả nước gửi ra các bộ chỉ, chỉ trên quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ tàu 51 chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng đây là mang người ấm của đất liền đến với cán bộ chiến sĩ ở trên trường sa thì chúng tôi xác định hàng hóa của các đồng chí ở ngoài đảo cũng như hàng hóa vật dụng cá nhân của mình để gửi các các đồng chí một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất với tinh thần tất cả vì trường sa những chuyến tàu mang quà Tết ra đảo như chở nặng nghĩa tình, sự quan tâm, tình yêu của cả nước đối với trường Sa. Mỗi phần quà gửi ra biển đảo đều gói tròn tình cảm của hậu phương, mang theo hơi ấm từ đất liền như mứt Tết, mì ăn liền, mang khô, thịt heo, nước ngọt và không thể thiếu những chậu hoa đầy màu sắc cho cái Tết nơi đảo xa thêm rộn ràng, tươi vui. Đến thời điểm hiện tại thì về công tác chuẩn bị của tàu thì cơ bản đã hoàn thành xong. Ngày hôm qua thì tàu đã tiếp nhận hàng hóa của các lực lượng từ mọi miền Tổ quốc gửi cho cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đón năm mới công tác chuẩn bị. thì Tàu đã quán triệt đến anh em toàn tàu, các thủy thủ trên tàu hướng dẫn các lực lượng tràng buộc. Như các đồng chí thấy trên tàu là các cái hàng hóa được tràng buộc rất là kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị hết sức chú đáo cẩn thận. Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ chia thành nhiều nhóm tàu đến thăm các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Cùng đi với đoàn, gần 100 phóng viên nhà báo không chỉ mang theo tình cảm của đất liền đến với đảo xa, mà còn quyết tâm phản ánh chân thực đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nơi tiền tiêu trong nhiệm vụ bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong buổi tiễn đoàn công tác vào chiều nay tại quần cảng Cam Ranh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn quân dân trên các đảo của huyện đảo Trường Sa đón tích đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, giúp đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong chuyến hải trình lần này. Chuyến đi lần này của các đồng chí một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước, bộ quốc phòng quân chủng hải quân và của nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung. Đối với sự trưởng thành lớn mạnh của quân dân huyện Trường Sa nói riêng. Những tình cảm đó thật sự là nguồn động viên cổ vũ lớn để quân và dân huyện Trường Sa vượt qua khó khăn gian khổ hiểm nguy, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành trọng trách nặng nề vinh quang mà đảng và nhân dân giao phó. Sau hồi còi dài, những chuyến tàu chở theo đoàn công tác cùng với hàng trăm tấn quà chính thức rời quân cảng Cam Ranh đến thăm chúc Tết quân dân các điểm đảo Trường Sa. Ra khơi đúng mùa biển động, nhưng những con sóng lớn cũng không ngăn được con tàu đang thẳng tiến đến với Trường Sa. Mùa xuân đang đến gần hơn với quân và dân trên đảo. Những thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Cánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.